Xin chào, trong quá trình học ở trường đại học Nông Lâm, tôi đã được học về quy trình canh tác của bất kỳ loại hoa màu nào. Và bước đầu tiên chắc chắn sẽ là khảo sát địa hình và khí hậu để chọn ra được một loại cây thích hợp nhất cho vùng đất đó. Tuy nhiên, cho đến ngày hôm nay, tôi đã nhận ra rằng điều đó không hẳn là đúng. Và ít nhất cho đến lúc này, tại đất nước Israel. Nhìn thì có vẻ không đặc biệt. Nhưng cái đặc biệt nằm ở đây. Đây chính là giống ớt chuông. Đất này có nguồn gốc từ Mexico, được du nhập vào châu Âu bằng con đường biển. Và cái đất này thì thích hợp khí hậu từ 24 đến 29 độ C. Tuy nhiên thì ở đất sa mạc này, cái đất này được trồng với cả tốt với năng suất rất là cực kỳ cao, từ 80 tới 120 tấn trên 1 hectare. Đây, một farm này thu được 100 trên 100 tấn. Như các bạn thấy, đây, đây và đây. Vậy đó, không phải những gì viết trong sách lúc nào cũng đúng.